Bây giờ à, chào các em, mọi người đã nghe thấy cô chưa nhỉ? Rồi ạ. À, em chào cô ạ. Ừ, chào mọi người. Hôm nay mình là lớp để ôn vào cao học và chuyên một à, hay là có cả nội trú nữa nhỉ? Chỉ cao học và chuyên một thôi ạ. Chỉ cao học và chuyên một thôi hả? Có bao nhiêu bạn tất cả? Thế mình đã ôn được những môn gì rồi nhỉ? Các bạn có thể đặt cái mic lên đi, cứ mở mic lên xem nào. Thế nếu các em muốn hỏi gì thì các em cứ hỏi, mở mic lên đi. Tuần trước là bọn em có học nha chu, nha cộng đồng, răng trẻ em ạ. Với cả điều trị nội nha. Con được nhiều chưa? Cũng chưa chưa ạ. Cũng không biết là ôn cái gì đúng không? Toàn bộ quyển sách. Toàn bộ quyển sách đối với chị Nha thì nó cũng sẽ không có nhiều câu hỏi ở trong một cái đề. Tuy nhiên thì nó lại phổ rộng hết tất cả. Cho nên nó không có cái... Có cả lớp trưởng đúng không? Có bầu cho bạn nào lớp trưởng nữa không? Nhóm bạn chuyên văn 1 là có anh Hùng, bác sĩ ở bên viện Bạch Mai ạ. Còn ở nhóm cao học là có bạn Tuấn Linh ở bên viện răng hàm mặt ạ. Rồi, con biết rồi. Tại vì rằng là cô hỏi thế vì sao? Vì nếu có cái gì thay đổi, cái gì mà cô cần báo đến lớp thì cô sẽ báo sau nhé. Thế còn mọi người đã báo hết chưa nhỉ? Chắc cô cũng chỉ nói một tí thôi vì mình cũng không có cái gì để nói nhiều với các bạn cả. Các bạn có trong tay quyển trình hình không ạ? Rồi đúng không? Vì đối với cả đối tượng chuyên một và thạc sĩ thì được lấy nhiều ở cái phần ở trong cái quyển này. Chúng ta sẽ có cái câu hỏi MCQ, chúng ta có câu hỏi về case study. Và case study cũng, tỷ lệ case study cũng chiếm, bây giờ cũng chiếm tương đối. Thế tuy nhiên thì case study thì cũng dựa vào những cái lý thuyết chính mà ở trong cái phần bài như này cô tạo nên cái câu hỏi. Cho nên là các em cũng phải học để chúng ta hiểu, hiểu là chính để chúng ta làm. Thế thì trong này thì tất cả các bài nó đều có liên quan hết ở trong câu hỏi, phần câu hỏi. Thế tuy nhiên cách thức thì như thế này. Có những bài các em hiểu, nhưng có những bài các em phải học thuộc, thuộc các con số. Cô lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như cái bài về tăng trưởng phát triển này, sọ mặt này, rồi về bài bệnh căn. Thì đấy là những cái bài mà có những phần con số, ví dụ như là tăng trưởng ở tháng thứ mấy của thời kỳ bào thai này, hoặc là tăng trưởng như thế nào ở tháng thứ mấy. Đấy thì những cái tháng thứ mấy đấy là những cái mà chắc em học được. Thì chúng ta cũng khi chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta có thể không nhớ chính xác. Ví dụ 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Nó chỉ để có mức như thế thôi, nhưng mà có thể mình sẽ tích nhầm nhé. Cái thứ hai nữa là trong bài phim ý, phim sọ thì có thể có những, sẽ có những câu hỏi case study khi mà cho những cái tình huống một cái phim lên. Sau đó thì cho các cái thông số về các góc SNA, SNB, rồi là các góc ENB, hoặc là các góc giữa trục răng cửa hàm trên, trục răng cửa hàm dưới, với cả mặt phẳng liền sọ hay mặt phẳng hàm dưới chẳng hạn. Thì các thầy cô cũng sẽ, các câu hỏi đó cũng sẽ chỉ quay quanh những cái đó thôi. Quay quanh là ở điểm gì? Ví dụ lỗi nó thuộc do hàm nào? Ví dụ nói là quá phát xương hàm trên, chẩn đoán cái bệnh nhân này là quá phát xương hàm trên hay là kém phát xương hàm dưới. Thì lúc đấy các em sẽ phải nhìn vào các con số của các số đo, đúng không ạ? Các con số của các số đo thì lúc đó thì chúng ta mới biết được. Có khi cả lớp thử mở cái video lên cô xem nhỉ.
cô muốn nhìn mặt tất cả lớp cô xem nào, xem có bao nhiêu bạn là đã rất thân quen người nào toàn hình ảnh như này xong lại chẳng có ấy như này thì nhiều khi là không nhìn thấy. Các bạn có thể mở cái hình lên cho cô xem được không? Rồi chào các em. Năm nay tỷ lệ chọi của chúng ta cũng có tỷ lệ chọi. Đấy là một, thứ hai nữa là cái việc để mà xin thêm chỉ tiêu chắc sẽ khó hơn các năm khác. Bởi vì rằng là bây giờ chúng ta đã chốt chỉ tiêu tối đa vào rồi. Thế nên là khi chúng ta làm bài thì cái số lượng câu hỏi ở trong một cái đề nó cũng tương đối là lớn so với 90 phút mà chúng ta làm bài. Thế nên là cô cũng chỉ lưu ý các em là về cái phần làm ấy, thì khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ xem những cái câu nào mà nó chắc chắn nhất chúng ta có thể trả lời được thì chúng ta sẽ phải trả lời ngay để lấy điểm. Còn những câu nào mà dài và chúng ta chưa chắc chắn thì chúng ta sẽ để lại sau. Ở đây có một số các nhóm câu hỏi mà tương đối là dài khi mà làm đề lên nhá. Cô thấy như thế này, ví dụ như là nhóm câu hỏi của phía bên nha cộng đồng là nhóm câu cũng tương đối là dài. Dài vì sao? Bởi vì có cái phần tính toán, ví dụ như ra chỉ số, họ cho cả một dãy xong sau đó thì mình tính ra chỉ số sâu mất trám chẳng hạn. Khi tính ra chỉ số sâu mất trám như thế thì các em sẽ phải làm các cái phép tính thì các em mới có thể tính ra được, thì cái đây câu đấy nó cũng sẽ làm cho chúng ta mất thời gian. Thế còn lại thì các câu khác thì nó cũng cần tương tự. Thế còn tỷ lệ câu thì tỷ lệ các cái thành phần ở trong câu ấy thì các môn chính như là môn phục hình, điều trị, nội nha này, nha chu, hàm mặt, tiểu phẫu, đấy là những cái phần mà có cái tỷ lệ câu nó sẽ tương đối là cao. Còn các phần còn lại thì tỷ lệ câu nó sẽ ít hơn so với các cái phần kia. Tuy là ít hơn nhưng mà lại không biết nó phổ như thế nào. Tức là nó phổ hết toàn bộ, bởi vì câu hỏi sẽ phổ toàn bộ các chương trình. Cho nên là chúng ta lưu ý cái phần này. Nên các em học để nhớ và chủ yếu là để hiểu, để trả lời được câu hỏi, hiểu chứ còn không cần phải quá nhớ chính xác. Như vậy, nếu mà nhớ được chính xác thì rất tốt, nhưng mà vì nó quá nhiều kiến thức cho nên là chúng ta học hiểu thì chúng ta sẽ làm được bài. Cái thứ ba nữa là về phần điểm số thì dứt khoát là chúng ta phải đạt được trên 4,998 4,995, tôi xin lỗi, 4,998 lúc đấy mới được. Chứ còn nếu mà các em mà để 4,995 các em cũng vẫn bị trượt. Thế nên là cố gắng phải đạt 5 điểm, cô xin lỗi một chút. Các em đã đọc cái phần quyển của chị Hình Trong Mặt chưa? Có phần hỏi gì không? Thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì về cái phần chị Hình Trong Mặt không? Quyển này là quyển mỏng nhất trong tất cả các loại quyển. Để cho chúng ta học mỏng nhất trong tất cả các phần môn đúng không? Vâng ạ. Cô nói lại cái phần khi Alin ấy ạ,
Thì em có đọc qua thì em thấy mấy cái tế bào nó cũng khó nhớ nhỉ. Cái hyalin. Cái phần bài sinh lực học đúng không? Vâng ạ. Đây, tôi sẽ phải sinh cơ học nha. Sao khó hiểu ở chỗ đoạn nào hay khó nhớ là cái gì? Ý là vì là nó liên quan đến những cái tế bào ấy ạ. Chị cũng không giải được cả lại cho em. Mình nói cho những cái loại tế bào thì nhiều khi em không tưởng tượng ra được chứ ạ. Em thấy nó toàn như kiểu như về mũ họng đi bộ. Ừ, đúng rồi, thì vì nó là tiêu xương và tạo xương mà. Vâng. Cái bài sinh học thì mình về phần tiêu xương gián tiếp hay trực tiếp hoặc là phần các lực ấy thì mình dễ nhớ. Nhưng mà cái phần học cái phần hyalin thì nó khó hiểu ạ. Hyalin là gì đã nào? Hyalin là gì ạ? Hyalin thì là khi mà nó có cái lực tác dụng, lực nén thì là nó sẽ tạo ra cái vùng hyalin ạ. Ừ. Vùng hyalin là vùng gì? Thoái hóa kính. Ừ. Là một cái vùng mà nó, nếu mà chúng ta mà làm một cái lực mạnh thì nó sẽ không di chuyển được. Nó đi qua một cái vùng thoái hóa kính ở đấy. Việc tác động một lực như thế nào để tránh tạo ra quá nhiều hyalin là vô cùng quan trọng. Thế là nếu như mà cái lực, đúng không nhỉ? Lực nhé, khi chúng ta dịch chuyển một răng này, thì khi vào cái vùng mà răng dịch chuyển đến, xương sẽ làm sao? Sẽ tiêu, đúng không nhỉ? Vùng răng dịch chuyển đi qua thì xương sẽ bồi, đúng không? Thế thì cái vùng mà... Đây này, khi tác động một lực mạnh lên răng, tùy theo cường độ lực sẽ làm chặn một phần hoặc toàn bộ mạch máu nuôi dưỡng ở vùng quanh răng bên chịu lực nén. Bên chịu lực nén là bên nào? Là bên đi tới, đúng không? Và thế thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả là thiểu năng dinh dưỡng và hơi cây hoại tử khô, hay còn gọi là hyalin. Thế thì nên là nếu như chúng ta mà sử dụng một lực quá mạnh thì nó sẽ làm cho các cái mạch máu sẽ bị đứt, đúng không? Và làm cho gây nên cái hoại tử như thế, và gây nên cái việc mà chuyển động nó sẽ bị ảnh hưởng. Hyalin chỉ ra sự biến mất của các tế bào với sự thay đổi tế bào từ làm vì máu thông. Em muốn hiểu về cái phần đấy hay em muốn hỏi cô là học như thế nào để trả lời được bài? Đấy ạ, cái phần học như thế nào để trả lời được bài. Còn nghĩa là em cũng hiểu là nói chung là lực mạnh quá, nếu mà lực nhẹ và liên tục thì là nó sẽ tiêu dần và nó hồi hấp dần. Còn lúc nào nếu mà nó lực quá mạnh thì nó giống như là nó mạnh luôn. Cái đâu này có câu hỏi về hyalin nhỉ? À, em cho cô à, như cô vừa nói là có những cái phần chỉ số về góc AMB hay thứ cái những cái chỉ số phim ấy ạ. Thì ở trong sách thì nó cũng ở trong quyển sách này thì không có. Thì ngày xưa là mình, nếu mà em nhớ là chỉ mình đi lâm sàng thì các thầy cô có giảng. Thế giờ là em sẽ tìm những cái chỉ số đấy là ở trong quyển sách nào ạ? Bởi vì em chỉ thấy là chỉ có những cái chỉ số trên phim ăn tích tên theo phân tích tên à vâng theo phân tích tên vâng ạ. Trên lâm sàng thì chủ yếu là sẽ dựa theo phân tích tên số phân tích của Dow nhé. Các em xem chủ yếu là hai cái nào. Vâng. Còn gì nữa, hỏi gì nữa không? Dạ thưa cô, là có phần nào hỏi về các cái kỹ cụ không ạ? À,
ví dụ đúng không, để họ nhớ, thế thì cô sẽ không nhớ kỹ được phần ví dụ của con này có bài ví dụ thì cô sẽ có thể hỏi được bài ví dụ. Ví dụ thì hầu như là sẽ không có đâu, không có hỏi ở trên cái phần câu hỏi đâu, là ví dụ như là sử dụng cái khí cụ nào hay các thứ đó không có, mà nó chỉ có như chẩn đoán trên cái chẩn đoán bệnh, đưa ra hướng điều trị, chứ các em chưa có phần về bài điều trị như thế nào. Điều trị là cô sẽ không đặt câu hỏi ở trên cái nhóm đầu vào. À, nhưng mà cái phần thói quen xấu thế thì cũng có nhé. Thói quen xấu thì chắc chắn là có, ví dụ như là các cái thói quen thì là có những cái khí cụ mà trong cái thói quen thì người ta cũng sẽ có, ví dụ khí cụ chọn lưỡi này, rồi là cái khí cụ hoặc là ví dụ như là hàm giữ khoảng chẳng hạn, sau bao nhiêu lâu đổ răng thì chúng ta sẽ phải làm hàm giữ khoảng, hoặc là một cái thói quen nào đấy được thiết lập sau bao nhiêu tháng thì nó sẽ có gây nên những cái triệu chứng ở trên lâm sàng đấy, thì nó cũng sẽ có thể có những cái câu hỏi như vậy. Bài ký phụ là cái bài là con xấu là cái bài cuối cùng đấy. Như là cái cụ đi con vơ trong đi thói quen chẳng lưỡi chẳng cái thói quen đốt môi chẳng hạn nhé, cũng sẽ có. Rồi như là phần mối liên quan giữa chỉnh hình gương mặt với cả các cái phần lưỡi khác cũng có. Thôi chỉ có chúc các em là chắc là trên 5 điểm thôi, tất cả đều phải trên 5 điểm cái đã, không có thể phúc tra được nha, chưa có một bạn nào phúc tra lên được điểm trong vòng mấy năm nay từ khi mà làm trắc nghiệm đến giờ, cho nên điểm như thế nào thì gần như là chính xác khi các bạn đứng dậy khỏi ghế là nó đã có cái điểm trên bài của mình rồi, và người ta chỉ có chưa thông báo cho mình thôi. Đấy, thế nên là lưu ý các em là như vậy. Các em cũng có thể tham khảo các bạn đi trước ấy, bởi vì cũng có những cái tỷ lệ câu hỏi được thay đổi, nhưng cũng có tỷ lệ câu hỏi vẫn có thể giữ. Cho nên là năm ngoái tôi thấy các bạn ấy sau khi mà đi thi xong thấy các bạn cũng tổng hợp được nhiều lắm, thì không biết là các chị có truyền cho không thôi, chứ còn cũng có, vì các anh các chị lại gọi điện hỏi lại, cho nên là thầy cũng nhớ, mỗi người nhớ một vài câu, thế là đánh giá được một cái phần. Các bạn nào hỏi gì nữa không? Bao nhiêu ngày bao nhiêu là mình thi nhỉ? Cô hiện có dự kiến là 11 đến 15, nhưng mà bọn em cũng lại cũng có thông tin là bảo có thể thi sớm hơn, nhưng mà em thấy cũng chưa thấy thông báo. Nó lại có thể là thi sớm. Còn nếu mà dự kiến bắt đầu thì là 11 đến 15 ạ. Chuẩn bị tinh thần là chắc là thi vào đầu tháng 8. Ơi cô ơi, các chỉ số không thích phim như đây. Để cô đợi cô một tí cô xem. Ôi dồi, em già rồi cô ơi. Già rồi, càng già càng cay chứ làm sao mà phải lo già. Chỉ số phân tích phim học ở đâu ạ? Phân tích phim, phân tích Stenner và phân tích Dow nhá. Chắc là bạn vừa mới hỏi rồi đúng không? Cô bạn khác hỏi ạ. À. Em cô là cái phần chuyên ngành là thi trong 90 phút là có bao nhiêu câu ạ? Nhiều lắm.
nó cùng nhiều trên 100 câu. Vâng ạ, trên 100 câu. Trên 100 câu nhỏ. Cái cách thức như này nhá, trong một cái câu hỏi MCQ có thể có một thân. Vâng. Và có nhiều câu ở dưới. Câu hỏi case study cũng thế, có một thân và có nhiều câu ở dưới, 2 đến 3 câu. Các em lưu ý câu MCQ thì và có thể có các câu hỏi liên quan là gì? Là cái cách mà chúng ta nhìn, có thể cái câu trước nó sẽ là chỉ dẫn. Đương nhiên là các thầy cô làm thì sẽ tránh những cái tình huống như thế, tránh tình huống. Bao giờ đặt ra là tránh tình huống câu trước là chỉ dẫn câu sau. Thế nhưng có những cái phần nó vẫn có cái sự liên quan. Thế nên là chúng ta nhìn phải nhìn ra cái logic vấn đề chúng ta trả lời. Vì trong một cây lâm sàng hoặc là một câu hỏi thì tất cả các thông tin nó có cái liên quan thông tin của một bài, đúng không nhỉ? Cái phần bài là liên quan, cho nên cái phần câu hỏi ở phía dưới thì đi là nó cũng sẽ có. Nên là chúng ta lưu ý để chúng ta trả lời cho nó đúng. Và cái thứ hai nữa, dù gì thì gì các em cố gắng làm tất cả các câu hỏi, kể cả là mình có thể không nắm chắc, những câu nào nắm chắc mình trả lời trước rồi, nhưng những câu nào không nắm chắc cũng đừng để phí không trả lời, bởi vì nó cũng vẫn có một cái tỷ lệ xác suất mình chấm vào gọi là chấm bừa đấy mà nó vẫn đạt được điểm đấy. Thế nên là cũng lưu ý cái phần này nhá. Thế còn nếu mà về sau có những cái gì mà chỉ cần, chắc là chỉ trong vòng khoảng tuần sau thôi, nếu mà có cái gì thay đổi đây, ở đây là chỉ vào cái thu gọn cho các em thôi, thì nếu có thì cô cũng sẽ thông báo cho bạn lớp trưởng, bạn gọi là lớp trưởng của các lớp, để cho các em đỡ được cái phần nào thì chúng ta đỡ. Cho đến thời điểm này các em vẫn phải học tất của tất cả các phân môn, còn nếu bỏ hay là có co nhỏ thì sẽ co nhỏ hẳn một phân môn. Cô lấy ví dụ có những năm chỉnh nha loại cô sẽ không hỏi trong câu hỏi, có rồi có năm thì là giọng trẻ em sẽ loại, có năm thì nha cộng đồng sẽ loại, đấy là những cái năm trước ấy. Thì còn năm nay thì chúng ta chưa biết là cái phân môn nào sẽ được loại, còn nếu mà có phân môn nào được loại mà biết được thì cô cũng sẽ báo cho các bạn, để cho các bạn sẽ tạm thời không học đến cái đấy để tập trung vào học các môn khác nhé. Tính điểm theo kiểu trừ điểm câu làm sai không bạn, hay câu nào sai sẽ không được tính điểm? Câu nào sai các em sẽ không được tính điểm. Các bạn hỏi là có tính điểm theo kiểu trừ câu điểm sai không? Không trừ câu điểm sai, bởi vì chúng ta làm trắc nghiệm, cho nên là chúng ta có câu hỏi đúng sai nhưng rất ít, tỷ lệ câu hỏi đúng sai rất ít. Ngày trước thì có nhiều, nhưng mà ôi cô ơi, cô nói lại hộ em ôn những bài nào được không ạ? Ôn toàn quyển nhá, ôn toàn bộ quyển, thậm chí có thể ôn rộng hơn. Hồng Điệp Quỳnh là bạn nào mà bạn bảo bạn già rồi? Bạn già rồi là năm nay bao nhiêu tuổi đây? Hồng Diệp Quỳnh, Đồng Diệp Quỳnh à? Chắc là 30 đúng không? Em thấy chị học trăm lớp không ạ? Hỏi gì chị cũng biết thì chắc là về sau chị sẽ làm lớp trưởng thôi. Qua sàn à. Nói vậy thôi, nhưng mà cô chúc tất cả các em thôi, chắc là nếu không hỏi gì nữa thì cô sẽ kết thúc ở đây và chúc tất cả các em là sẽ qua được sàn. Chúng ta cứ qua sàn cái đã, còn cái việc đi tiếp như thế nào thì chúng ta sẽ ấy sau. Còn nếu không qua được sàn thì muốn đi tiếp cũng sẽ không đi được, đúng không nhỉ? Thế nên là chúc tất cả mọi người qua sàn này. Thứ hai, cứ bình tĩnh để làm, không vội vàng nhưng mà cũng không chậm chạp quá. Thế thì còn cái phần nào có cái gì thay đổi hay là có cái gì như thế nào thì cô sẽ báo lại sau nhé. Có bạn nào có hỏi gì nữa không? Rồi thì cô chào các em nhé. Nếu không có hỏi gì nữa thì chúc thứ nhất
thi thật tốt ở tất cả các môn. Chúc thứ hai là 100% cái quyền nhỏ nhất của cô này sẽ làm được. Đấu nhạc. Vâng, chào cô ạ. Rồi, chào các bạn. Vâng, chào các bạn.